Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M41 Predator cùng với chế độ Range C4. Và hôm nay clip này thì mình nghĩ là mình không làm đâu. Nhưng khi mà thấy những thanh niên level 9X rất là nhiều, mình nghĩ level 9X trở lên thì bắn rất là hay. Đấy, ngồi cao ở mid đông quá. Rồi, yêu lắm cơ. Bọn đấy rất đông và nguy hiểm ở khu vực mid. Anh em cẩn thận nhá. Rồi, fan cuồng, đậu xanh. Hay làm DM. Ôi ơi, còn lag nữa. Thế này sao bắn trời. Ôi tôi xong rồi. Tính ném cái quả khói mà ném không kịp. Điên mệnh. Mình nói ngay rồi không nghe. Bọn đấy rất đông và nguy hiểm ở khu vực mid. Lần nào đi với thanh niên GAV là kiểu gì cũng nằm xuống ở khu vực mid ạ. Rồi không biết là hổ báo làm cái gì cho nó mịt người. À cung thủ HL này. Cung thủ này. Thủ cho cố vô. Cũng nằm xuống thôi à. Cái mũi cung thì nó bay chậm lắm. Bạn thủ thế thì chả chết à. À đứng canh. Hay 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 hay. Bạn cấu mình 20 tiếp thì mình cũng cấu lại thôi. À từ từ đợi mình với. Trời ơi tầng này nó lao vào như một vị thần. Biết thế mình đục luôn. Cạn lời. Rồi. Chưa kịp cài bom ấy. Các bạn ơi, các bạn phải cho mình cài bom mình kiếm ít kinh nghiệm chứ. Thật là hư cấu. Rồi ok. Rồi, mình bắt đầu thích công việc đi nhặt bom và cài bom rồi đấy. Tại vì khi mà cài bom thì mình sẽ được cộng thêm kinh nghiệm. Nếu mà nó nổ. Còn không nổ thì thôi. Ôi trời ơi. Sao lại chết thế kia. Bây giờ là chết ở nhà. Bên kia snip hay nhỉ. Rồi thiên nhiên GAV chắc là cay lắm đây. Bạn ơi đừng có cay nhỉ. Mình sẽ trả thù cho bạn. Không biết có thằng nào để rào không. Nghi lắm. Phải canh ở rào cơ. À HL này. Hotel có người canh này. Rồi ném bom hơi bị ngắn tay. Đấy. Cái gì đấy đua tiêm pi à. Flash vào. Đấy cho nó choáng. Này đi. Hotel này. Thích đi hotel à. Phải nằm xuống thôi. Ôi giời ơi gì đây ba. Rồi khu vực A cũng nát mà B cũng nát. Đắng rồi. Team bạn hơi bị nát rồi các bạn này. Mình cảm giác là sẽ thắng một trận rất là nhanh. Cảm giác như thế thôi. Còn cảm giác là cảm giác. Hiện tại thì hiện tại. Không thể giống nhau được. Có lẽ nào thiên nhiên mấy thiên nhiên đây, bên đấy có thể bật kèo chăng. Rồi, VIP hết rồi nên mình xài gậy Zinguban. Cái gậy này mình quay được. Quay được vĩnh viễn. Còn mấy cái vụ. À, đây rồi. Đôi giày. Ô, thiên nhiên đấy biết mình. Hay thế nhở. À, cầm đua TMP. Bị mình hành trong HL. Thật là VL. Thế đấy nào, lao ra một phát mình hết sợ luôn kìa. Quá là hư cấu. Vâng, đồng đội mình thì cư trú và ăn ở ngủ nghỉ ở cái khu vực B luôn rồi. Mình thì vẫn là lang thang ở nhà. Cạn lời. Rồi này thì cái tội lao vào chiếm bom sai mà không báo với người ta biết này. Rồi chết sạch. Rồi còn thanh niên GAV chắc cũng ăn được rồi. Phun máu kìa. Thằng kia yếu máu rồi. Lao vào cỡ đấy mà. Đi vào như trốn không người. Nhưng không may là đồng đội mình là nằm xuống hết. Rồi ok. Một pha mà thấy người ta. Cứ tưởng là người ta không thấy mình. Quá là hư cấu luôn. Gì hay nhở. Rồi thanh niên đấy chuyển sang khu vực rào. Này thì đi rào này. Rào cũng chết thôi. Nhây nhây làm cái gì. Móc lên khu vực rào không biết là có gì ngon không. Đúng rồi, bom à. Thằng nó ném bom ấy. À tìm mình. Quay nồi ném bom làm cái gì. Đấy, đua TMP. Đi đâu cũng chết thôi. Đứng ở khu vực rào không yên. Không 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 an được số phận. Chuyển qua. Ấy chứ nhầm, HL chứ nhở. Chuyển qua khu vực rào. Cũng phải sấp màn rồi. Cơ mà tùy nữa.
Có người bắn hay thì không thể đánh sấp mặt được người ta đâu, rất là khó. Bởi vì team TMP nó mạnh mà. Nó nhấp hai phát thôi, các bạn tịch ngay. Tầm 2-3 phát. Đấy, đang yếu máu thì hai phát mà phun máu thì có lẽ là 3 phát là tịch. Mà sẽ hên xui là một phát vào đầu là tịch. Là một luôn đậu xanh. TMP mà cứ để M4. Rồi thôi xong rồi. Khoái nhở. Ơ. Ở sau móc à? Anh nồi. Rồi bật kèo là đây. Ai. Làm được gì không bạn ơi? Phích mạng đi, nhanh đợi tụi mình vào với nào. Kiểu gì cũng chết thôi à. 1v4. Lật kèo nào. Rồi ok, tuyệt vời. Mình biết ngay là kiểu gì cũng lật kèo. Đích thể hiểu được. Làm sao mà thắng dễ vậy được. Toàn level 9 ít mà. Ôi tôi xong rồi. Cái tội kênh. Kênh HL diễn quá sâu. Rồi double kill. Hay lắm bạn ơi. Bọn này thì toàn yếu máu hết rồi. Nãy mình sấy mà không chết nữa. Sau lưng. Rồi đi cái kiểu quá là hiểm hóc luôn. Ôi vãi nồi. Quá đen. Thế thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng không để cho mấy thiên nhiên bên kia bật kèo. Đã thua thì thua luôn. Bật kèo làm cái gì cho nó mệt người. Gặp fan cuồng nữa. Thì như lúc nãy chat là bảo không tha mình cơ. Ghê lắm. Rất là hổ báo. Mình sẽ đi cùng team. Rồi tôi xong rồi. Team cứ bảo thằng này nào là chết thằng đấy thằng kia. Thật là hư cấu. Rồi khoai rồi. Bây giờ sẽ là tình huống 1-2 vs 5. Và thằng kia chắc chắn là cũng phải nằm xuống thôi. Đừng có cam cái lỗ đấy nữa bạn ơi. Mình nghĩ khoai lắm. Ôi biết ngay mà. Chán thế nhở. Này thì yếu còn là gió này. Ôi. Ôi. Nghĩ gì? Ôi yếu máu rồi. Đậu xanh. Mình sấy cho con 87 tiết thì phải. Dã man. Kinh chưa. Dã sấp mặt lờ. Phải đấy đồng quá, nó ép mình đồng quá. Chứ không thì kiểu gì mình cũng hiếp được hai thằng cái ở cái khu vực hầm. Chán thế, cái thằng ở trên khu vực nhà nó móc. Cạn lời. Đấy, này thì kênh hotel này. Ô, 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 ra đây à. Nghĩ gì? Còn không? Chắc là không còn. Đấy. Rồi, hay là qua bom site B hết rồi. Thật không vậy? Ô, bom site A trống người này. À, AFK này. Liếm thôi. Đơn giản mà. Còn thằng bên này, mình thấy thằng bên này. Ôi đậu xanh. TMP ở sau này. À thằng này chắc ở bên rào qua. Sao mình qua bên rào mình cũng thấy nó ra. Điêu thật. Vâng còn thằng TMP thôi. Đơn giản mà. Hai đường đều có người canh. Sop mạt. Ôi mình canh mình nhìn bên rào rồi mà không thấy nó. Bọn này nắp hư cấu nhỉ. Vâng cố lên. Chúng ta sẽ thắng thôi. Đơn giản mà. Một trận nữa. Để xem nó đi được nào. Này thì tấn rào này. Cái thiên nhiên TMP bắn mệnh vãi. Nó nhấp vài phát là đi luôn mà. Hai phát. Mình thấy nó bắn chưa kịp phát hiện là nó đã giết được mình rồi. Dã man thật. Cái khẩu TMP nó mạnh quá. Ôi giời ơi. Vào nhanh thế bạn ơi. Kênh nãy giờ. Mình biết ngay thằng này nó đi đường rào rồi. Nhưng kênh, cái lúc kênh thì nó không vào. Mà lúc nó đi rồi thì nó lại vào.
quá là hư cấu. Nói chung là phải bắn trước nó cơ, còn bắn sau nó là kiểu gì cũng chết. Thế thôi, đừng bắn sau nó là được. Đấy, đối với TMP hoặc đối với những cái súng khác là như thế, phải bắn trước cơ, bắn trước mới chiếm được cái ưu thế. Còn bắn sau thì cứ xác định là tệch, tại vì nó mệnh lắm, nhấp tầm 3 viên là đi luôn. Cứ cứ nghĩ là bị nó phát hiện là tệch thôi à, thì bắn nhiều nói chung là quen tay. Rồi, đấy, cứ để nó phát hiện thôi. Có khi một viên là tệch, một viên vào đầu. Này thì rào này ba. Qua đây bạn ơi, bom xe A trống này. Trời ơi, mình muốn bắt cái thằng TMP. Khốn nạn. Cô giám khảo này. Đấy, cứ móc móc đít cô ấy thôi. Làm gì mà căng. Trên này có người. Đậu xe. Rồi, tôi xong rồi, giết nó. Vãi nồi, ôi nó giết luôn kìa. Tự nhiên cầm đuôi TMP lao vào như một vị thần và nằm xuống như một thằng đần. Cạn lời. Chán đấy nhở. Mình cứ tưởng là có người canh mình đấy. Mình không không để ý, mình cứ là xem cái thằng BHL thôi. Đích thể tin rồi. Anh chơi móc. Bình thường mình đi vào thôi, có biết thằng nào với thằng nào đâu. Mà team bạn cũng chơi móc mà. Cái đấy là điều bình thường, ngáo bị người ta móc là điều bình thường thôi. Chơi mà để ý thì làm gì mà để người ta móc được. Nhưng mình cũng thế thôi. Chơi mà ngáo thì sẵn sàng người ta móc thôi. Người ta có biết gì đâu. À trước mặt kia, mic kia. Rồi, HL cũng có người. Mic có bạn này. Mic có, đấy. Này thì lao vô này. Thôi chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.